Hi, xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy lợi nha các bạn. Thì hôm nay mình nói về phép chia có dư tìm ít. Thì ở đây các bạn, thứ nhất mình lấy ví dụ để cho các bạn thấy phép chia có dư là gì. 3 chia 2 được mấy à? Được 1, dư 1. Các bạn lấy 3 que chia cho hai bạn, bạn thứ nhất, bạn thứ hai. Thì để chia đều thì cái que thứ nhất dành cho bạn thứ nhất, cái que thứ hai dành cho bạn thứ hai. Vậy còn một que, nếu chia cho bạn thứ nhất thì bạn thứ hai đòi, chia cho bạn thứ hai thì bạn thứ nhất đòi. Tên một que này gọi là que dư. Vậy 3 chia 2 được 1, dư 1. Thì số 3 này người ta gọi là số bị chia. Số 2 này người ta gọi là số chia. Và 1 ở đây người ta gọi là thương. Và đây gọi là số dư. Được chưa? Vậy thì ở đây các bạn phải cần nhớ về phép chia có dư. Phép chia có dư thì các bạn nhớ những cái công thức như sau. Thứ nhất, muốn tìm số bị chia, nhớ đây là số bị chia nha các bạn. Ta lấy số chia nhân thương và cộng số dư. Đó, nhớ công thức giúp lại. Muốn tìm số bị chia, muốn tìm số bị chia, ta lấy số chia nhân thương cộng số dư. Thứ hai, đó là muốn tìm số chia, muốn tìm số chia thì ta lấy số bị chia trừ đi số dư, rồi tất cả chia cho thương. Đó, nhớ công thức tiếp theo. Đó, muốn tìm số chia, muốn tìm số chia ta lấy số bị chia trừ đi số dư, trừ đi số dư rồi chia cho thương. Muốn tìm thương thì ta lấy nè, muốn tìm thương thì ta lấy số bị chia trừ đi số dư rồi chia cho số chia. Đó, ok chưa? Kiến thức tiếp theo, muốn tìm số dư thì ta lấy nha các bạn, ta lấy số bị, ta lấy số bị chia trừ cho số chia nhân thường. Đây là 4 cái công thức các bạn cần nhớ để giải quyết những bài toán liên quan về tìm ít phép chia có dư. Cố gắng nhớ những cái công thức này giúp lợi. Rồi, ví dụ y chia 8 thì các bạn phải biết phân biệt y nè. Y chia 8, y là số bị chia, 8 là số chia, 2, 3, 4 là thương và dư là 7 là số dư. Vậy muốn tìm số bị chia nè, được chưa? Ta lấy số chia nhân thương cộng với số dư. Vậy ta có y bằng số chia là 8 nhân thương là 2, 3, 4 cộng cho số dư là 7. Ok chưa? Và các bạn tính ra kết quả giúp lợi ra bao nhiêu các bạn? Phép nhân các bạn làm trước rồi tới phép cộng. Được chưa? Thôi, vậy các bạn hãy giải tìm y giúp lợi.
tương tự bài B, các bạn hãy giải và comment kết quả ở phía dưới.